Thương hiệu Pokemon được bắt nguồn từ thể loại trò chơi điện tử vào những năm cuối thế kỷ 20, cụ thể hơn là năm 1996. Nhưng phần lớn cộng đồng hâm mộ ở Việt Nam và trên toàn thế giới biết đến Pokemon lại qua phiên bản anime dài kỳ, được bắt đầu chiếu vào năm 1997 cho đến thời điểm hiện tại. Với mức độ phủ sóng và nổi tiếng của thương hiệu Pokemon nhờ vào sự thành công của anime, thì chuyện mỗi năm có một phim chiếu rạp là một chuyện không khó đoán. Chỉ một năm sau khi tập anime đầu tiên được phát hành, thì ngày 18 tháng 7 năm 1998, phim chiếu rạp đầu tiên của Pokemon Mewtwo Phục Thù được công chiếu tại Nhật Bản, và ngày 10 tháng 11 năm 1999, phim được công chiếu tại Hoa Kỳ. Từ đó mở ra một kỷ nguyên phim Pokemon chiếu rạp kéo dài hơn 2 thập kỷ. Movie gần nhất là movie số 23 Bí mật rừng xanh, chiếu vào năm 2021, cách đây cũng 3 năm rồi. Một quãng thời gian nghỉ ngơi khá dài của dòng phim chiếu rạp. Nhưng theo một số nguồn tin cho biết thì năm 2024 này, Pokemon sẽ trở lại với phim chiếu rạp mới vào tháng 7. Cho nên, để tri ân cũng như nhìn lại chặng hành trình tuổi thơ dữ dội của tôi và rất nhiều nhà huấn luyện khác, thì đây sẽ là cái video tôi nói về top 15 Pokemon movie ấn tượng nhất đối với cá nhân tôi. Còn các bạn, top 5 movie ấn tượng nhất của các bạn là những movie nào? Hãy chia sẻ phần bình luận bên dưới để cùng hóng chờ movie sắp tới của Pokemon sau 3 năm vắng bóng nhé. Bây giờ thì vô thôi. Hạng 10 là movie số 5 Heroes, nói về Latios và Latias. Phim lấy bối cảnh ở thành phố nước cổ kính Altomare, được lấy cảm hứng từ nước Ý, và câu chuyện xoay quanh hai Pokemon huyền thoại đó là Latios và Latias, những Pokemon canh giữ sự yên bình cho thành phố bằng viên ngọc Soul Dew. Vì là một thành phố nước và Soul Dew có tác dụng điều hòa dòng nước, nên khi viên ngọc bị phản diện cướp đi thì thành phố sẽ hứng chịu một cơn sóng thần dữ dội, và cuối cùng thì Latios và Latias là Pokemon đứng ra bảo vệ cho thành phố này. Kịch bản phim thì cũng khá đơn giản. Cái làm tôi ấn tượng về phim đầu tiên là nói về bối cảnh một thành phố nước với kiến trúc phương Tây vô cùng thơ mộng, những con hẻm chằng chịt dẫn ra những khu vườn ngập tràn ánh nắng. Tôi có thể nói đây là movie có nét vẽ và bối cảnh đẹp nhất trong dàn phim điện ảnh của Pokemon cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù phim đã ra mắt cách đây 11 năm, nhưng vấn đề của phim đó là cốt truyện khá là dễ đoán và huyền thoại thì không có vai trò gì nhiều, ngoài cảnh cuối phim và làm con tin cho Satoshi đi giải cứu. Và còn một cảnh cuối phim nữa khá ấn tượng đối với tôi từ hồi còn nhỏ tới bây giờ vẫn còn nhớ. Chắc ai từng coi rồi cũng không quên cảnh này như tôi đâu. Qua hạng 9 là movie thứ 9, phim về huyền ảo Manaphy và ngôi đền dưới đáy biển. Nói về một băng nhóm hải tặc đang cố gắng ấp nở quả trứng Manaphy, hoàng tử biển cả, nhưng lại bị một Pokemon Ranger, kỵ binh Pokemon cướp đi. Nhóm của Satoshi tình cờ gặp được chàng kỵ binh này cùng với những hậu vệ còn sót lại của thủy nhân. Họ đang có nhiệm vụ bảo vệ Manaphy khi trứng nở và đưa nó trở về ngôi đền dưới đáy biển an toàn. Vì ngôi đền còn chứa rất nhiều kho báu quý hiếm và chỉ xuất hiện khi nguyệt thực, và chỉ có Manaphy mới biết đường đi đến đó, nên đây cũng là lý do bọn hải tặc muốn có được Manaphy. Tuy nhiên thì cùng với nhau, nhóm bạn đã thành công đánh đuổi được bọn xấu và đưa Manaphy trở về biển an toàn. Câu chuyện xoay quanh Manaphy khá nhiều và nó cũng đóng phần lớn mốc chuyển biến trong câu chuyện. Đặc biệt ấn tượng với tôi là hình tượng Pokemon Ranger được xây dựng trong phim khá tốt. Có kẻ muốn lạm dụng Pokemon thì cũng sẽ có những con người đối trọng ra sức bảo vệ Pokemon bằng tài năng của mình. Tiếc là từ đó về sau không có khai thác gì thêm về nghề nghiệp này nữa. Hy vọng là trong tương lai Pokemon Ranger sẽ được mang trở lại. Nghề hay vậy mà bỏ thì hơi bị uổng ấy nha. Ở hạng 8 là movie số 4 về Celebi. Phim nói về việc Celebi là một Pokemon huyền ảo quý hiếm bị truy đuổi nên đã du hành thời gian cùng với Sammy đến tương lai 40 năm sau và gặp được nhóm bạn của Satoshi. Không ngờ 40 năm sau vẫn có kẻ muốn bắt được Celebi để độc chiếm sức mạnh cho riêng mình. Và thế là Satoshi, Sammy và Celebi bị cuốn vào một cuộc truy đuổi của Vicious mặt nạ, thành viên lâu đời của đội quả tiễn. Phim để lại ấn tượng trong tôi đó là độ hung dữ của những Pokemon sau khi bị bắt bởi quả cầu bóng tối, nhất là Tyranitar. Sau đó là sức mạnh tàn phá của Celebi. Sẽ không có ai ngờ rằng một Pokemon nhỏ nhắn như nó khi mà điên lên cũng có thể phá hủy cả một khu rừng, giống như là mấy con vĩ thú trong Naruto vậy đó. Và một Pokemon huyền thoại camel khá là đáng đồng tiền là Suicune. Chưa kể là màn bẻ lái cuối phim. Vì hồi xem phim tôi còn khá nhỏ nên chỉ nghi ngờ, mập mờ rồi cho qua. Nhưng lâu lâu nhớ lại thì bây giờ mới hiểu Sammy thực sự là ai. Một cú bẻ lái bất ngờ của biên kịch mà tôi nghĩ là chưa có movie nào của Pokemon làm được. Nên hy vọng là bạn nào chưa coi có thể đi coi thử. Tôi sẽ không spoil gì đâu. Ở hạng 7 là phim về Entei. Phim nói về sự mất tích của Spencer, một nhà khảo cổ học trong quá trình nghiên cứu về Unown đã bị chúng hút vào chiều không gian khác, để lại cô bé Molly một mình. Không có cha và mẹ bên cạnh, nên Molly chỉ có cách tìm đến những câu chuyện ba mình thường kể thông qua những cuốn sách và những mảnh ghép Unown mà ba cô bé đã tìm được để không cảm thấy cô đơn. Nhưng Unown cảm nhận được khát khao của Molly thông qua những món cổ vật nên đã tìm đến cô bé và giúp cô bé hoàn thành những ước nguyện của mình. Chúng tạo ra một lâu đài bất khả xâm phạm và một Pokemon huyền thoại Entei. Nó mạnh mẽ và có thể che chở cho cô bé như là một người cha. Vì Spencer và giáo sư Oak là bạn của nhau, mà căn biệt thự của Molly lại trở thành một pháo đài pha lê, nên lúc này giáo sư Oak, mẹ của Satoshi, cùng với nhóm bạn cũng đã ở đó điều tra. Và vì Molly muốn có một người mẹ nên Entei đã bắt luôn mẹ của Satoshi về cho cô bé. Và đúng với cái danh huyền thoại thì nó bắt giữa thanh thiên bạch nhật chứ không sợ ai hết. Từ đây thì công cuộc giải cứu mẹ của Satoshi và giải đáp bí ẩn về lâu đài của Molly bắt đầu. Phim để lại ấn tượng mạnh trong tôi đầu tiên là về lâu đài của Unown tạo ra. Tụi Pokemon này tuy không quá nổi tiếng trong chiến đấu, nhưng truyền thuyết xoay quanh tụi nó thì bí ẩn hơn cả Arceus. Trong phim này thì tụi nó như là phiên bản beta của Scarlet Witch bên MCU vậy đó, khi mà có thể thay đổi thực tại, tạo ra ảo ảnh và các chiều không gian khác nhau, khiến cho cái lâu đài này vô cùng bí hiểm và rộng lớn. Nhờ đó mà những trận đánh diễn ra ở vô số địa hình khác nhau. Các nhân vật như là mẹ của Satoshi, Kasumi, Takeshi đều có vai trò nhất định. Đã vậy, sự kiện trong phim cũng kết nối với TV series khi mà Charizard trở thành ác chủ bài trong trận chiến cuối cùng. Tôi dám cá là sự trở lại này thời điểm đó cũng đã tạo lên khá nhiều sự bùng nổ. Nói chung là Unown và Entei đều đóng vai trò khá lớn trong việc chuyển biến cốt truyện, nên tôi đánh giá cái movie này khá cao. Cơ mà hồi đó tôi vẫn hoang mang không biết là Entei trong phim có thật hay không. Giờ thì có thể khẳng định được rồi, chỉ là có rất nhiều giả thuyết khác nhau về sự xuất hiện của Entei này mà tôi thấy cũng khá là hợp lý. Hy vọng bạn nào chưa xem phim thì có thể đi xem thử, rồi cho tôi biết ý kiến hen. Phim rất đẹp. Bây giờ thì qua hạng tiếp theo thôi. Hạng 6 là Pokemon Movie 1, là bộ phim mở màn cho chuỗi phim điện ảnh về Pokemon, tiết lộ sự ra đời của Pokemon huyền thoại Mewtwo. Hồi năm 1999 thì phim ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ. Nó đã kiếm được hơn 10 triệu đô trong ngày công chiếu đầu tiên. Từ đó gặt hái được thành tích phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử phát hành của Warner Bros. Mãi cho đến khi Thanh Gươm Diệt Quỷ, Chiến Tàu Vô Tận ra mắt vào năm 2021 thì thành tích này mới bị soán ngôi. Số liệu tôi lấy là theo tờ The New York Times. Ngoài ra nó còn là phim Nhật Bản có doanh thu cao nhất ở Pháp và Đức thời điểm đó. Thật sự thì độ impact của Pokemon thời điểm đó là không ai qua được. Cốt truyện thì cũng khá đơn giản, khi mà Mewtwo được sinh ra từ phòng thí nghiệm, hoang mang về sự tồn tại của mình, nhưng cũng cảm nhận được sức mạnh vượt trội của bản thân, nên cho rằng mình là thượng đẳng hơn bất kỳ loài nào và nghĩ rằng bản sao như nó luôn mạnh hơn bản gốc vì đã được nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng. Từ đó dẫn đến tư tưởng thống trị và cho rằng những loài khác phải phục tùng nó, kể cả là loài người. Phim cứ kéo dài sự xung đột này cho đến cuối cùng. Một phân đoạn huyền thoại gần cuối phim ra đời và nó cũng cho Mewtwo thấy được rằng đã sinh ra trên đời thì ai cũng có cảm xúc. Bản sao không phải chỉ được sinh ra để chiến đấu và chinh phục mà nó còn có thể cảm nhận được thế giới này. Có phân cảnh Pikachu giả, tác Pikachu thật, vì con thật cảm thấy việc đánh nhau để xem ai hơn ai xứng đáng tồn tại hơn ai thật là vô nghĩa. Hay là một phân đoạn hội thoại khá hay khác giữa nha sư của đồ hỏa tiễn và bản sao của nó, rằng dù cho nó có là bản sao thì con nha sư giả này cũng không hề muốn đánh nhau, nó chỉ thích nằm ườn ra đó và rồi ngắm trăng tròn mà thôi. Từ đó mới thấy đã được sinh ra trên đời thì không cần phải phân biệt ai đáng sống hơn ai làm gì, cứ thế mà sống thôi. Thật sự thì phim hoàn toàn có một thông điệp riêng cho bản thân mình, nhưng tại vì hướng tới đối tượng trẻ em nên việc triển khai kịch bản có phần đơn giản và không có plot twist nào, mà chắc càng lớn càng xem lại sẽ hiểu rõ ràng thông điệp của phim hơn. Nên là tôi khuyến khích các bạn coi phiên bản Movie 22, phiên bản 3D được làm lại của tập phim năm 1999 để có đồ họa tốt hơn, hoặc là các bạn muốn ôn lại những kỷ niệm xưa thì có thể coi lại bản 1999, nét vẽ lúc đó cũng đã đẹp sẵn rồi. Hạng 5 là movie thứ 13, Zoroark và Celebi. Cốt truyện thì nhiều phức tạp hơn một xíu. Kodai là chủ tịch tập đoàn với mạng lưới kinh doanh rộng lớn, nhưng có được sự thành công này là vì ông ấy có khả năng nhìn được tương lai bằng cách hút lấy năng lượng trong gợn sóng thời gian vào 20 năm trước. Đây là giao điểm tập trung năng lượng mỗi khi huyền ảo Celebi du hành thời gian qua các thời điểm khác nhau. Giờ đây thì haki quan sát của Kodai đang dần mất đi, nên ông đang lên kế hoạch thao túng Pokemon ảo ảnh Zoroark biến thành bộ ba thần thú đang cuồng nộ chạy khắp nơi phá hoại nhằm đuổi người dân ra khỏi thành phố. Từ đó ông có thể bắt được Celebi và dò ra được gợn sóng thời gian tiếp theo nằm ở đâu để lấy lại sức mạnh của mình. Nhưng mỗi khi hút năng lượng từ gợn sóng thời gian thì cây cối trong thành phố sẽ hoàn toàn bị héo úa và chết đi. 20 năm trước người dân thành phố đã cùng nhau khắc phục chuyện này, thì 20 năm sau không thể nào để ông nội này báo thêm một lần nữa nên phải ngăn ổng lại. Phản diện của bộ này tôi cho là khá hay vì ông ta biết cách thao túng cả tâm lý của Pokemon và con người. Kodai biết lúc nào nên dùng Zoroark, con của Zoroark, để có thể khiến nó nghe lệnh, biết nên làm sao để không cần tốn sức vẫn đuổi được toàn bộ người dân ra khỏi thành phố, ngay cả khi thành phố đang có lễ hội. Nhưng mà dần đến cuối phim thì chắc tâm lý tham lam khiến ổng thiếu sáng suốt, chứ nếu không là ổng như Batman luôn, giàu mà còn có phương án dự phòng nữa là không ai đánh lại hết. Phim cũng có sự xuất hiện của bộ ba thần thú thật và tụi nó đều shiny mới ghê chứ. Bên cạnh đó thì một cái nữa làm tôi ấn tượng mãi tới bây giờ là nhạc phim, một trong những OST đỉnh nhất của Pokemon Movie. Ice Cream Syndrome, các bạn có thể tìm nghe thử. Thêm những đoạn ending để tri ân toàn bộ chuyến hành trình trên vùng đất Sinnoh của Hikari nữa. Thành ra thì để lại rất nhiều cảm xúc, có gì đi nghe thử đi ha. Chắc chắn các bạn phải nghe đó. Qua tới hạng 4 là movie số 10 về Darkrai, Palkia và Dialga. Đây cũng là phim mở màn cho bộ 3 phim nói về Dialga, Palkia, Giratina và Arceus. Một trilogy gồm movie số 10, 11, 12 rất đáng xem và đều có sự liên kết với nhau. Nhưng để nói ấn tượng nhất trong tôi sẽ là movie số 10 này. Satoshi cùng những bạn đi đến Alamos Town, nơi đang diễn ra một lễ hội và sắp tổ chức cuộc thi Pokemon Contest. Ở trong khu vườn được người bạn mới quen dẫn đến, họ gặp được Darkrai, Pokemon của những cơn ác mộng. Nó đang cố gắng tấn công nhóm bạn. Sau đó Darkrai xuất hiện ngày càng nhiều hơn và ru ngủ nhiều Pokemon hơn. Và lối ra của thành phố bị bao phủ bởi một màn sương vô định, không ai có thể thoát ra. Họ chợt nhận ra Darkrai và những sự kiện này bỗng dưng xuất hiện là sau khi một vầng sáng lóe lên trên tháp thời gian. Khi phóng to vầng sáng này, họ đã phát hiện ra đó là Palkia. Và chính Darkrai đang cố gắng bảo vệ người dân khỏi sự xuất hiện của Pokemon huyền thoại thao túng không gian này. Darkrai sau một hồi đấu với Palkia thì nó cũng đã hiện nguyên hình, kéo theo sự xuất hiện của Dialga. Và trận xung đột giữa hai Pokemon huyền thoại đáng lẽ ra không nên bao giờ gặp nhau bắt đầu. Mỗi khi hai Pokemon tung chiêu quyết định là Special Rain và Roll of Time sẽ kéo theo sự biến mất của thực tại. Darkrai đang cố gắng đẩy lùi hai Pokemon này về nơi chúng thuộc về. Sau một hồi giằng co thì bằng cách làm dịu cả hai bằng bản nhạc trên tháp thời gian, mọi thứ đã ổn định trở lại. Và lý do vì sao Palkia và Dialga choảng nhau thì mời các bạn xem thêm movie về Giratina và Arceus để hiểu rõ hơn. Quay lại thì phim cũng có những cú twist rằng Darkrai không hề giống như vẻ ngoài của mình, mà nó từ đầu đến cuối chỉ muốn bảo vệ quê nhà và người dân trong thành phố. Và vì huyền thoại của thế hệ thứ tư có truyền thuyết khá khủng nên cuộc đụng độ của hai vị thần này gây ra thiệt hại vô cùng khủng khiếp hơn bất kỳ movie nào trong danh sách này. Cùng với một chút u tối trong diễn biến của câu chuyện mà tôi ấn tượng cái movie này hơn bao giờ hết. Tiếp theo là hạng 3, movie số 2, nói về Lugia và bộ ba thần điểu. Phim mở đầu với một phản diện có sở thích sưu tầm những Pokemon quý hiếm và bộ ba thần điểu ở vùng đảo Orange là mục tiêu của hắn. Bắt đầu với Moltres, rồi sau đó là Zapdos. Tuy nhiên thì lúc này hắn bắt lộn luôn cả Satoshi cùng nhóm bạn khi đang có chuyến tham quan ở đây. Việc mất đi hai Pokemon huyền thoại trong bộ 3 đã khiến cho thời tiết môi trường xung quanh cũng như là khí hậu ở quần đảo Orange có chuyển biến xấu. Sau khi Satoshi cùng nhóm bạn giải thoát được cho hai Pokemon huyền thoại thì cũng là lúc chúng trở nên mất kiểm soát. Cùng với Articuno, bộ ba này quậy đục nước các khu vực, kéo theo toàn bộ những Pokemon trong quần đảo phải rời môi trường sống của mình để đến đây tập trung tại chỗ này. Chắc coi ba đứa này đánh lộn. Trong lúc chúng đánh nhau thì Lugia cũng phải thức tỉnh để bắt ba con này ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng có vẻ tụi này không sợ bố nó là ai hết nên đánh trọng thương cả Lugia luôn. Nhiệm vụ của Satoshi lúc này là đi lấy viên ngọc xanh cuối cùng ở đảo băng của Articuno, đặt vào ngôi đền tại hòn đảo trung tâm, và Melody sẽ thổi một giai điệu của Lugia để xoa dịu và hồi sức cho ba con thần điểu. Sau một hồi chật vật thì cũng đã thành công và khí hậu trở lại bình thường. Tôi khá thích bộ này vì nhiều lý do, như lần đầu tiên thấy được chemistry của Kasumi và Satoshi. Có khá nhiều chi tiết dễ thương của cặp đôi này mà tôi thấy không có khai thác trong bất kỳ tập phim nào khác, cho nên là OTP cứng của tôi đó. Bên cạnh đó còn thấy được sự hợp sức giữa đội hỏa tiễn và Satoshi. Không còn là băng nhóm đi theo cho có mặt trong phim nữa, mà đội hỏa tiễn trong phần này lại góp phần rất lớn giúp Satoshi trong nhiệm vụ giải cứu lấy thế giới. Đúng chất của những người anh hùng thầm lặng. Nói chung đội hỏa tiễn trong đây khá là đáng yêu. Chỉ có điều phản diện trong phim lại không có tác dụng gì quá lớn. Tôi cũng có thể dùng từ là ngây ngô khi mà để một đám nhóc giải thoát cho hai Pokemon huyền thoại của mình quá dễ dàng đến như vậy. Cơ mà máy móc của ông này có thể gọi là tân tiến nhất trong các dạng phản diện rồi đó. Tiếp theo, ở vị trí số 2, tôi sẽ nói về movie số 21. Phần phim này chỉ theo chân mỗi Satoshi và không có bất kỳ người bạn đồng hành nào đi theo. Mặc dù tôi xem phần phim này rồi, nhưng có vẻ tôi đã không tập trung lắm nên là ban đầu đánh giá nó hơi thấp. Tuy nhiên thì trong lúc đi tìm tư liệu, viết kịch bản cho video này thì tôi đã thấy được phần phim được đánh giá rất cao, không những trên các trang chấm điểm mà còn trên các diễn đàn ở nước ngoài. Thế là tôi coi lại phần phim này một lần nữa và thật sự tôi đã tự hỏi bản thân mình sao có thể xem phim hời hợt đến như vậy. Kịch bản phim thì cũng khá dễ tóm tắt, chỉ là một lễ hội, một Pokemon quý hiếm đang tìm cách trốn tránh và bảo vệ các Pokemon khác khỏi loài người. Rồi biến cố xảy ra dẫn đến Pokemon đó phải lộ mặt để cùng nhân vật chính giải quyết vấn đề. Và kết phim sau bao biến cố, Pokemon đó cùng với con người sống chan hòa với nhau. Mà tôi rất muốn mọi người ai chưa xem phim có thể thưởng thức bộ phim này một lần. Tuy kịch bản có mô típ quen thuộc, nhưng cách khai thác tình tiết câu chuyện là vô cùng mượt mà. Phim giới thiệu 5 nhân vật hoàn toàn mới, 5 người đều có hành trình phát triển nhân vật khác nhau. Thường thì nếu như một bộ phim giới thiệu quá nhiều nhân vật và chỉ kéo dài trong 1 tiếng rưỡi thì sẽ rất dễ trở thành bơm xịt, vì có thể những nhân vật này được giới thiệu chỉ cho có. nhưng 5 nhân vật mới trong phim này lại có sự liên kết chặt chẽ với nhau và hành trình trưởng thành của họ từ đầu đến cuối phim vô cùng trọn vẹn, bao trùm lên câu chuyện tổng thể về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Từng nhân vật trong phim đều đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề. Khả năng sức mạnh của Pokemon của mỗi người cũng đóng góp không hề nhỏ. Kể cả sự xuất hiện của Đồ Bảo Tiễn trong phim cũng là một cột mốc xoay chuyển cốt truyện. Nghề tay trái để bán hàng dạo của Đồ Bảo Tiễn cũng góp phần không nhỏ trong việc gỡ rối nút thắt trong phim. Quan trọng hơn là 5 nhân vật trong câu chuyện này lại rất con người, tức là họ có khuyết điểm, không hoàn hảo, nhưng họ chấp nhận khuyết điểm đó và cùng với Pokemon của mình giải quyết theo cách riêng của mỗi người. Để rồi cuối phim họ hoàn thiện hơn và dũng cảm hơn. Có lẽ nhân vật mờ nhạt nhất trong phim này lại chính là Satoshi, vì cậu vẫn được xây dựng hình tượng như là một anh hùng, không có khuyết điểm và luôn tạo động lực, nên từ đầu đến cuối phim không có chuyển biến tâm lý gì hay là sự trưởng thành nào đáng kể. Satoshi chỉ là một người dẫn chuyện, làm nền cho việc khai thác nội tâm và sự trưởng thành của những con người không hoàn hảo, khiến cho ta đồng cảm hơn với những con người này. Đặc biệt nữa, ngoài 5 nhân vật chính thì phân cảnh con Togepi này là một cú chấn động gánh tim nguyên 5 người kia luôn. Các bạn đi coi rồi các bạn sẽ hiểu. Chung quy lại thì phần movie này lại có hơi hướng trưởng thành hơn rất nhiều những bản movie khác, vì nó khai thác nội tâm nhân vật tốt hơn, kịch bản cũng chặt chẽ hơn, nên việc nó được đánh giá cao là điều dễ hiểu. Tiếp theo, movie cuối cùng đứng hạng nhất đó chính là movie số 8 về Lucario và Mew. Bộ phim khai thác một phần nhỏ về chiến tranh thế giới, thời điểm trước cả khi quả cầu Pokemon được phát minh, cho nên có vẻ sự kiện trong phim xảy ra còn lâu hơn cả Pokemon Legend Arceus. Con người sử dụng Pokemon làm vũ khí và chiến đấu với nhau để tranh giành quyền lợi. Aaron và Lucario là những người anh hùng đang cố gắng ngăn chặn cuộc chiến này trước sự hoang tàn đổ nát mà nó gây ra. Nhưng bỗng dưng Aaron nói với Lucario rằng anh không có cách nào để ngăn chặn cuộc chiến này lại, nên đang có ý định bỏ trốn. Sau đó phong ấn Lucario lại và chạy về phía cây cội nguồn. Rất lâu về sau, trở về thời điểm hiện tại, Satoshi cùng với nhóm bạn tham gia một cuộc tranh tài được tổ chức tại cung điện, nơi từng là trung tâm diễn ra trận chiến ngày xưa. Họ đang tổ chức một lễ hội tri ân đến vị anh hùng Aaron đã cứu lấy vương quốc khỏi cuộc thảm chiến. Và đương nhiên, người chiến thắng trong trận so tài này là Satoshi. Cậu được cầm quyền trượng, di vật của Aaron năm nào. Nhưng lúc này Lucario đã được xóa bỏ phong ấn. Trở ra thì Lucario cho biết sóng năng lượng của Satoshi đã giải trừ phong ấn cho nó và bảo rằng Aaron năm xưa đã chạy trốn chứ không phải là một người anh hùng như mọi người tôn thờ. Cùng lúc đó thì Kid, một điệp viên săn tìm Mew, đang cố gắng bắt được con Pokemon huyền ảo này. Pikachu bảo vệ Mew và sau đó Mew đã mang cả Pikachu và nhà sư của Đồ Bảo Tiễn về nhà của nó là cây cội nguồn để lánh nạn. Thế là cả bọn lên đường giải cứu Pikachu và nhà sư trong cây cội nguồn. Bên trong cây cội nguồn thì Kid vì do có ý định lấy đi một tinh thể pha lê trong cây mà khiến cho cây kích hoạt cơ chế phòng vệ của mình, nuốt gần hết tất cả các thành viên. Mew thấy vậy nên đã dùng sức mạnh để mang mọi người trở lại, nhưng vì sự ép buộc sức mạnh của Mew mà hệ miễn dịch trong cây đã bị tổn hại, khiến cây bắt đầu sụp đổ. Mọi người chạy đến phần trung tâm của cây cội nguồn thì mọi bí mật được hé lộ. Chính Aaron ngày xưa đã mong muốn Mew sử dụng năng lượng sức mạnh của mình để dừng cuộc chiến lại. Và vì Mew và cây cội nguồn là hai sinh vật cộng sinh sức mạnh với nhau, Aaron sau đó đã hy sinh chakra, hay tức là khí hay là bất kỳ thứ gì đó các bạn có thể hiểu, để ban sức mạnh cho Mew, nhờ đó ngừng cuộc chiến lại. Bây giờ đây muốn ngăn chặn sự sụp đổ của cây thì Mew cần nạp đủ năng lượng khí từ người như là Aaron, nên Lucario và Satoshi đã quyết định làm việc đó. Cây cuối cùng cũng đã được cứu sống và ai về nhà nấy. Và đó là một nội dung kịch bản khá phức tạp, và vì có nhiều plot twist cùng với sự hy sinh cuối phim đã hoàn toàn để lại ấn tượng trong trí nhớ của tôi hồi còn nhỏ. Phần phim này cũng khai thác những chủ đề tôi cho là khá đặc đặc của bủa là Mao, đó là về chiến tranh, cái chết và sự hy sinh. Ấn tượng hơn nữa là khoảnh khắc các nhân vật trước khi bị nuốt chửng bởi thực bào thì ai nấy cũng đều tự động thả Pokemon mình ra mà không cần ai thông báo trước. Đây như là một hành động tự nhiên của mỗi nhà huấn luyện, dù cho họ có là chính diện hay là phản diện. Nhưng mà với tôi thì Đồ Bảo Tiễn chưa bao giờ là phản diện cả. Bên cạnh đó thì bên trong cây là một hệ sinh thái như là Pandora của thương hiệu Avatar vậy đó, đẹp mê hồn. Và vì phim tập trung khai thác tình tiết câu chuyện cùng với plot twist khá tốt, nên tôi sẽ để dành vị trí danh dự này cho movie số 8. Và thế là tôi đã đi qua hết 10 movie mà tôi cảm thấy ấn tượng đối với cá nhân tôi. Sẽ có những bạn có những ý kiến khác, hãy cho tôi biết những ý kiến của các bạn trong phần bình luận bên dưới nha. Đâu là những movie ấn tượng nhất đối với các bạn và vì sao? Chúng ta hãy cùng mong chờ đến movie số 24 được công chiếu trong năm nay nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn. Thời gian qua rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi thông qua hình thức Momo. Các bạn có thể tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách quét mã QR ở cuối màn hình. Và sau đây là danh sách những bạn đã ủng hộ tôi những tuần vừa qua. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha. Bye!